Cường Đô La Minh Nhựa chuẩn bị quà Valentine từ sớm, vẫn không lại 4 tấn hoa của chồng Đoàn Di Bằng. Những món quà của các ông chồng quốc dân chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Ngày lễ tình nhân hay còn gọi là ngày Valentine 14 tháng 2 là một trong những ngày đặc biệt đối với các cặp đôi. Đây là dịp để họ bày tỏ tình cảm của mình với đối phương bằng những lời chúc và quà tặng. Không rõ nguồn gốc có từ bao giờ, nhưng ngày lễ tình nhân đã trở thành một dịp không thể bỏ qua đối với những người đang yêu nhau. Theo thông lệ, cứ đến ngày này, mọi người sẽ trao những món quà cho người yêu của mình. Có hai món quà phổ biến nhất trong ngày Valentine đó là hoa và sô-cô-la. Tuy nhiên hiện nay, mọi người không chỉ giới hạn trong những món quà thông thường. Đặc biệt, các đại gia Việt đã chuẩn bị những món đồ ý nghĩa để tặng cho nửa kia của mình. Ngay từ ngày 13 tháng 2, đại gia Phạm Trần Nhật Minh, Minh Nhựa đã đăng tải bức hình với vợ của mình. Hai người không chọn những nhà hàng sang trọng mà ngồi tại một quán trà đá vỉa hè. Trong giới đại gia, Minh Nhựa nổi tiếng là ông chồng quốc dân chiều vợ con. Năm 2021, vào dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, doanh nhân ngành nhựa đã có món quà đáng nhớ dành cho vợ là Mina Phạm. Điểm nhấn của ngày lễ kỷ niệm đó là bó hoa 300 bông hồng đỏ và chiếc đồng hồ hiệu trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Năm nay, đại gia Minh Nhựa đã chủ động mua quà sớm cho vợ. Trên trang cá nhân của mình, anh đã đăng tải hình ảnh xuống phố sắm quà Valentine sớm. Món quà dành cho bà xã Mina Phạm là chiếc túi Chanel với thiết kế đơn giản tông đen đình đám. Theo tìm hiểu, mẫu túi này được bán trên website của hãng với giá dao động từ 170 đến 270 triệu đồng. Mẫu túi thứ hai mà đại gia ngành nhựa tậu về cho bà xã là dòng Chanel Boy. Đây là thiết kế được cố giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld cho ra đời vào năm 2011. Phiên bản mà Minh Nhựa lựa chọn có giá bán trên website khoảng 150 triệu đồng. Một trong những người bạn thân của Minh Nhựa là Cường Đô La. Anh và bà xã Đàm Thu Trang đã kết hôn được gần 3 năm và có một nhóc tì đáng yêu. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người phải ghen tị. Valentine năm nay, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã đăng tải tấm hình với dòng trạng thái tình tứ. Mình cứ yêu nhau nhẹ nhàng thôi Đàm Thu Trang nhé, 14 tháng 2, 2022. Không có nhiều câu từ quá hoa mỹ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy tình cảm của cặp đôi. Từ trước đến nay, Cường Đô La vẫn được biết đến là chiều vợ hết mực. Trước đó, dù không phải dịp gì đặc biệt, nhưng vị đại gia này cũng mạnh tay chi gần 3 tỷ đồng để xin về chiếc đồng hồ hàng hiệu. Đây là chiếc đồng hồ RM6702 thuộc thương hiệu nổi tiếng Richard Mille. Theo như thông tin từ hãng, thì chiếc đồng hồ này có giá khoảng 124.000 đô, khoảng 2,9 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 3 năm ngoái, bà xã Cường Đô La đã đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay gây xôn xao. Món quà này là một chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusions All Green Sky Blue, phiên bản mới của năm 2021. Món quà của Cường Đô La dành cho vợ là một bản đặc biệt có tạo hình mặt khí nhiều góc cạnh như một viên kim cương với bộ vỏ ceramic xanh. Tuy nhiên, người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong dịp 14 tháng 2 lần này có lẽ là vợ chồng đại gia quận 7 Đoàn Di Bằng. Ông xã của cô đã thể hiện độ chiều chơi, cũng như chiều vợ bằng một bữa tiệc sinh nhật trong mơ. Bữa tiệc chỉ tiếp đón khoảng 100 người, nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng và xa hoa. Theo tiết lộ trên trang Facebook cá nhân, Đoàn Di Bằng đã chuẩn bị một bữa tiệc với đầy hoa tươi, được thực hiện bởi nhiều người để kịp ngày trọng đại. Theo hé lộ của nữ đại gia, cô nảy ra ý tưởng là biến không gian sinh nhật của mình thành một khu rừng. Vậy nên ekip trang trí dự kiến phải tốn gần 4 tấn hoa để có thể lấp đầy phòng tổ chức sinh nhật. Không những vậy, đại gia Nguyễn Quốc Vũ cũng đã đăng tải dòng trạng thái tiết lộ vợ mình muốn có 50 photographer cùng tác nghiệp trong đêm tiệc sinh nhật. Hiện việc hoàn thiện vẫn đang tiếp diễn để kịp cho sự kiện đặc biệt này. Dân tình vẫn đang theo dõi để xem ông xã Đoàn Di Bằng còn chuẩn bị những bất ngờ gì dành cho vợ của mình.